Chúng ta vào câu số 2. Để nhìn thấy một vật, phương án A, vật ấy phải được chiếu sáng. Phương án B, vật ấy phải là nguồn sáng. Phương án C, phải có các tia sáng từ vật đến mắt và phương án D, vật vừa là nguồn sáng vừa là vật được chiếu sáng. Đó. Câu hỏi là để nhìn thấy một vật thì chúng ta chọn A, B, C, D. Thì chúng ta nhớ lại lý thuyết để nhìn thấy một vật nào đó thì điều kiện tiên quyết là gì nó là cái gì chúng ta không cần biết nhưng để chúng ta nhìn thấy vật đó thì phải có ánh sáng từ vật đó chiếu lên mắt ta nó là nguồn sáng được là vật sáng được là cái gì cũng được thì muốn chúng ta nhìn thấy một vật nào đó thì bắt buộc phải có ánh sáng từ vật đó chiếu đến mắt ta đúng không? để ta xem là phương án nào vật ấy phải được chiếu sáng vật ấy phải được chiếu sáng như vậy một vật được chiếu sáng hay nguồn sáng phát ra ánh sáng rồi nhưng mà người ta không biết được ánh sáng nó có chướng mắt tay hay không đúng không ví dụ các bạn ngồi ở phòng học các bạn ngồi nhìn đến bảng các bạn nhìn thấy bảng nhìn thấy cô giáo nhìn thấy các bạn ngồi đằng trước Đó. nhưng các bạn ngồi đằng sau các bạn phía sau lưng các bạn các vật đều được chiếu sáng các bàn học các bạn học các bạn ngồi cũng được chiếu sáng các bạn có nhìn thấy không không nhìn thấy Đó, đúng không như vậy là vật được chiếu sáng nhưng nó chẳng liên quan đến được ánh sáng từ vật đó có truyền đến mắt ta hay không chúng ta không biết do đó phương án này cũng bỏ đi phương án b vật ấy phải là nguồn sáng cái này cũng tương tự như phương án a đó vật được chiếu sáng là nguồn sáng nhưng mà chúng ta không biết được ánh sáng từ vật từ nguồn sáng nó có đến mắt chúng ta hay không chứ mắt chúng ta hay không không biết không nhìn thấy không chắc chắn c phải có các tia sáng từ vật đến mắt ok vật là nguồn sáng cũng được vật là vật sáng cũng được vật được chiếu sáng cũng được nhưng miễn là có ánh sáng từ vật đó đến mắt chúng ta là chúng ta nhìn thấy vật đó như vậy c đúng chúng xem d có đúng hay không đó tại sao chúng ta chọn được c rồi chúng ta xem d vì ở đây thầy muốn nhấn mạnh các bạn này. đề này cũng có khi là chúng ta cho là chọn những phương án đúng có khi bốn phương án này có hai phương án đúng chứ không phải duy nhất một phương án đúng đó, nên thầy ở phần một thầy vẫn nhấn mạnh với các bạn là cần phải đọc rất kỹ đề. Ví dụ như là chọn các phương án đúng để nhìn thấy một vật xuống dưới này đề mở rộng như như vậy thì nó khác hoàn toàn có thể trong đề có 3 phương án đúng hoặc bốn phương án đều đúng đó chúng ta phải chú ý những cái dạng trắc nghiệm như này câu hỏi cần phải đọc kỹ phần đầu tiên của câu hỏi này phương án D vật vừa là nguồn sáng vừa là vật được chiếu sáng thì d này chính là tổng hợp của a và b a và b sai rồi thì d cũng sai đúng không đó như vậy cuối cùng chúng ta chọn đáp án là c để nhìn thấy một vật phải có các tia sáng từ vật đến mặt đơn giản vậy thôi đúng lý thuyết cũng ngắn gọn như vậy không phải phức tạp nhiều nó là vật sáng nguồn sáng tôi không quan tâm miễn là có ánh sáng từ đó chiếu đến tôi trả tôi nhìn thấy và đó đúng không sân subscribe tiếp theo.